Ngày thứ 8 chúng ta thì xuất hiện cái luân hồi điện các bạn nhé. Thì cái sự kiện này chúng ta có nên chơi không, có nên xả tiên ngọc hay không thì các bạn nhớ xem hết video nha. Đầu tiên để mình nói cho các bạn biết luôn, đó chính là cái sự kiện luân hồi điện này nó giống như kiểu là giảm giá 20% ấy các bạn. Càng tiêu nhiều chúng ta càng hoàn trả được nhiều hơn. Đấy, cái mốc 10.000 tiên ngọc của chúng ta sẽ được hoàn trả là 500 tiên ngọc, 30 đào và 6 cái tịnh bình thủy. Thì mình đã có một cái video là tích lũy tiên ngọc để tiêu trong cái sự kiện này rồi. Nhưng video đó là dành cho những bạn nào đua top giống như mình ấy. Đấy, cái server trước thì mình có nạp vào đấy mấy củ để đua top thì xả cũng được, có thêm tài nguyên để cho các bạn đua nhanh hơn. Tuy nhiên với những bạn nông dân ở trong series này nha, thì mình khuyên các bạn là nếu như các bạn mua thì chỉ nên mua vào cái gói chuột này mà thôi. Bởi vì có mỗi cái này là lời đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ so sánh cho các bạn xem ở trong phần chợ nhá. Ở đây nhá, thì các bạn có thể thấy là 800 tiên ngọc là được 100 cái ngọc lưu ly. Thì tương tự như thế, nếu như mà để sở hữu được 150 cái ngọc lưu ly ở trong này thì các bạn sẽ mất 1.200, đúng không? Trong khi đó là ở trong cái phần luân hồi điện này này thì chúng ta sẽ chỉ mất là 1.118 mà thôi. Đấy, mỗi x10 mà được 150 cái ngọc lưu ly. Cộng thêm cái việc đó, khi mà chúng ta xả 1.118 thì chúng ta sẽ đạt được cái cột mốc đây, 750 này. Đấy, hai cột mốc đầu tiên là sẽ lời thêm được 150 tiên ngọc. Tức là chúng ta sẽ chỉ tốn đâu đó là 1.000 cái tiên ngọc để mua được một con chuột nữa các bạn nhé. 150 cái ngọc lưu ly đó thì chúng ta sẽ có thể sở hữu thêm được nửa con chuột các bạn ạ. Và đây thì chắc chắn là mình sẽ mua để có thể gia tăng số chuột của mình lên 3 con. Như các bạn chơi đến ngày thứ 8 thì cũng giống như mình thôi. Kiểu gì chả tích lũy được 160 ngọc lưu ly cộng thêm với cả ở trong cái phần luân hồi điện nữa. Mua chuột, tại sao chúng ta mua chuột? Bởi vì chúng ta có thể kéo được rất là nhiều đào. Đó, càng nhiều chuột thì chúng ta sẽ kéo đào càng nhanh. Đấy, cứ treo máy đây kéo đào thì sẽ được nhiều đào hơn thôi. Thì ở trong cái phần luân hồi điện này, nông dân của chúng ta chỉ nên mua cái này thôi các bạn nhá. Đó, mình sẽ mua luôn. Không cần phải nhiều lời, chỉ cần một câu hello xin chào đã ngon lành. Bây giờ trong phần phúc đợi của mình, à phúc địa của mình, thì sẽ thuê thêm một chuột nữa. Yo, tự động nào. Ôi ôi, có tội là chưa có cái đào level 3 trở lên để có thể là kéo cho nó ngon lành cái đào các bạn. Còn lại những cái khác các bạn có thể thấy là 448 tinh ngọc mà chỉ được có 50 đào. Cái tịnh bình thủy này thì mình không đánh giá cao, bởi vì là nếu như chúng ta có lên được cây mà không có đào thì cũng lấy cái gì đâu mà chặt. Trong khi đó ở trong cái phần khiêu chiến yêu vương này, nếu với 448 cái tiên ngọc đó thì chúng ta có thể càn quét được rất nhiều lần các bạn nha. Một lần này, ok, hai lần này, đấy, ít nhất là ba lần ở trong cái phần khiêu chiến yêu vương này rồi. Thế thành ra là đầu tư tiên ngọc ở đấy là nó hơi lỗ đối với những bạn nông dân tân thủ nha. Tiếp tục mấy cái gói như là gói vật cưỡi, gói linh thú này, tinh quái, huyết mạch hay là thần thông thì đều không nên mua, bởi vì chúng ta là nông dân mà, nông dân tân thủ mua là lỗ đấy. Chỉ có bố nào mà đua top nhiều tiên ngọc thì mua thôi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều mẹo mới ở tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo này nhé.